Ở tiểu học thì các em cũng đã tìm hiểu hình thoi là hình có hình dạng như thế nào. Vậy các em trả lời cho thầy, trong các hình sau đây, hình ảnh nào là hình ảnh của hình thoi nhé. Hình đầu tiên là hình chữ nhật chúng ta vừa tìm hiểu ở phần trước, còn hình thoi sẽ là hình số 2 hay chúng ta có thể vẽ hình thoi như thế này và cũng giống như hình chữ nhật hình thoi được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống và các em có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh của đồ vật có hình dáng của hình thoi. Thầy lấy ví dụ với ba hình sau đây, các em cho thầy biết hình nào có xuất hiện hình thoi nhé. Như vậy, chỉ có hình số 2 thấy có sự xuất hiện của các hình thoi và hình dạng chung của các hình thoi đó thầy sẽ biểu diễn như thế này. Và ở đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số đặc điểm của hình thoi. Trước tiên các em chú ý vào đỉnh, thì hình thoi cũng sẽ có bốn đỉnh tương ứng với mỗi đỉnh sẽ là một góc hai góc ở vị trí như thế này người ta gọi là hai góc đối và các em quan sát kỹ vào các đỉnh các góc và vị trí của hai góc đối từ đó các em kể tên các đỉnh các góc của hình thoi này cho thấy nhé đầu tiên là về đỉnh ta có bốn đỉnh là a b c và d tương ứng với mỗi đỉnh cho ta một góc vậy ta có bốn góc là góc a góc b góc c và góc d trong đó các em xác định được các góc đối chính là góc B, góc D. Vị trí hai góc này là vị trí của hai góc đối nhau. Tương tự như vậy, góc A và góc C cũng là hai góc đối nhau. Từ đó, các em so sánh các góc đối của hình thoi có bằng nhau hay không nhé. Để có thể so sánh các góc đối, thì chúng ta sẽ tiến hành gấp đôi tờ giấy hình thoi theo đường kẻ trắng. Thầy chuẩn bị một tờ giấy hình thoi như thế này. Và kem sẽ gấp theo đường kẻ trắng này cho thầy nhé nếu như tờ giấy hình thoi có các đỉnh là a b c d thì khi gấp đôi tờ giấy đỉnh b sẽ trùng khít với đỉnh d do đó góc b và góc d sẽ là hai góc bằng nhau cho nên chúng ta có nhận xét về hai góc đối đầu tiên là góc b và góc d bằng nhau tương tự như vậy với góc a và góc c thì các em sẽ gấp đôi tờ giấy hình thoi theo đường kẻ trắng này khi đó chúng ta cũng có góc a bằng góc c từ hai nhận xét này thì chúng ta có thể đi tới kết luận các góc đối của hình thoi là bằng nhau ở đây góc b bằng góc d và góc a bằng góc c đó là kết luận đầu tiên về góc tiếp theo chúng ta chú ý vào các cạnh của hình thoi hình thoi có bốn cạnh và nối hai đỉnh ở vị trí đối nhau như thế này chúng ta có một đường chéo với hai cạnh chúng có chung một đỉnh thì hai cạnh đó là hai cạnh kề còn nếu hai cạnh mà ở vị trí như thế này ta sẽ gọi là hai cạnh đối nhau và quan sát kỹ các yếu tố về cạnh đường chéo và các cạnh đối kem trả lời cho thầy câu hỏi tiếp theo về hình thoi ABCD kể tên các cạnh và các cạnh đối của hình thoi này nhé thì kem dễ dàng liệt kê được các cạnh AB, BC, CD và DA. Còn về các cạnh đối thì chúng ta có các cặp. Đầu tiên là AD thì cạnh đối sẽ là BC. Còn AB sẽ có cạnh đối là CD. Và trước tiên các em chú ý vào các cạnh. So sánh các cạnh của hình thoi ABCD xem chúng có đặc điểm gì cho thầy nhé. Để so sánh thì thầy sẽ sử dụng thước thẳng và tiến hành đo lần lượt bốn cạnh của hình thoi. Đầu tiên là cạnh AD kèm chú ý vào số chỉ ở trên thước. Tiếp theo là AB, BC và cuối cùng là DC. Chúng ta sẽ thấy bốn cạnh này đều bằng nhau hay kết luận đầu tiên về cạnh của hình thoi. Đó là các cạnh của hình thoi đều bằng nhau. Còn với các cạnh đối, ví dụ như AD với BC sẽ có mối quan hệ như thế nào? Thì các em kiểm tra cho thầy. Các cạnh đối của hình thoi có song song với nhau hay không? Trước khi kiểm tra thì chúng ta cần phải biết thế nào là hai cạnh song song. Hay tổng quát là hai đường thẳng song song. Ở đây thầy có hai đường thẳng. Hai đường thẳng này song song nếu như các em chú ý vào góc vuông của thước. Một cạnh của góc vuông thầy sẽ đặt lên đường thẳng thứ nhất. Cạnh còn lại của góc vuông sẽ đặt lên thước như thế này, hoặc là từ cạnh đó các em sẽ dùng bút chì vẽ một đường thẳng như thế này. Sau đó ta di chuyển thước sao cho một cạnh góc vuông của thước vẫn nằm trên chiếc thước này. Cạnh còn lại nếu nằm trên đường thẳng thứ hai, khi đó hai đường thẳng gọi là song song với nhau. Như vậy để kiểm tra hai đường thẳng song song hay không thì chúng ta sẽ sử dụng EK và di chuyển như thầy vừa làm. Với hình thoi ABCD, thầy sẽ đặt EK với một cạnh góc vuông nằm trên cạnh CD. Cạnh góc vuông còn lại đặt thước thẳng vào như thế này. Sau đó di chuyển chiếc ek sao cho một cạnh góc vuông thì vẫn nằm trên thước thẳng cạnh góc vuông còn lại chúng ta sẽ thấy nằm trên cạnh ab do đó ab và cd chính là hai cạnh song song kiểm tra tương tự với ad và bc ta cũng thấy hai cạnh này sẽ song song với nhau và kết luận tiếp theo về các cạnh đối của hình thoi các cạnh đối của hình thoi song song với nhau do đó đây sẽ là hai kết luận tiếp theo về hình thoi. Bốn cạnh bằng nhau và các cạnh đối song song. Cuối cùng là về đường chéo. Hình thoi có các đường chéo là AC và BD. Các em sẽ kiểm tra cho thầy mối quan hệ giữa hai đường chéo này sẽ như thế nào. AC sẽ vuông góc hay song song với BD? Và AC BD có bằng nhau hay không? Thì bằng mắt thường hòa kem có thể kiểm tra lại bằng thước thẳng. AC và BD sẽ không bằng nhau. Vị trí của chúng cũng không song song. Vậy liệu AC, BD có vuông góc? Chúng ta sẽ sử dụng EK và chú ý vào góc vuông. Một cạnh sẽ nằm trên đoạn AC, một cạnh còn lại nằm trên đoạn BD. Ta thấy ngay AC và BD vuông góc với nhau. Do đó, hai đường chéo của hình thoi sẽ vuông góc với nhau. Và thầy sẽ tổng hợp lại các nhận xét về đặc điểm của góc, cạnh cạnh đối và đường chéo của hình thoi. Về cạnh thì hình thoi có bốn cạnh bằng nhau. Tiếp theo là các góc đối bằng nhau. Các cạnh đối thì song song với nhau và hai đường chéo thì vuông góc với nhau. Và vận dụng những đặc điểm này, các em trả lời ngay cho thầy câu hỏi sau đây. Trên giấy kẻ ô vuông thầy có 3 điểm MNP ở vị trí như thế này. Và các em tìm vị trí điểm Q để cho MNPQ khi nối lại sẽ được một hình thoi sẽ là vị trí số 1, số 2 hay số 3 ở trên hình. Theo thứ tự M, N, P thì chúng ta sẽ phải nối với Q ở vị trí 1 hoặc 2. Và đặc điểm của hình thoi đó là hai đường chéo, ở đó sẽ là MP và NQ phải vuông góc. Q sẽ phải nằm ở vị trí số 1 này, và khi nối lại ta sẽ có hình thoi MNPQ kèm đang quan sát được ở đây. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vẽ được một hình thoi? Thì các em sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, thực hành vẽ hình thoi. Đầu tiên, thầy sẽ vẽ hình thoi có cạnh là 3cm. Bước đầu tiên các em vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài là 3cm. Sau đó vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó ta lấy điểm C sao cho BC cũng bằng 3cm như vậy chúng ta đã có hai cạnh kề là ab và bc tiếp theo các em chú ý vào đỉnh c chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng đi qua c và song song với ab và đường thẳng đi qua a song song với bc để vẽ đường thẳng song song ta sẽ sử dụng e như thầy đã nêu ở phần trước ở đây các em chú ý thầy sẽ vẽ đường thẳng đi qua a song song với bc như sau chú ý vào góc vuông thầy sẽ đặt một cạnh góc vuông của thước nằm trên đoạn BC. Cạnh còn lại, ta sử dụng bút chì để vẽ một đường thẳng như thế này. Sau đó di chuyển thước để vẽ đường thẳng đi qua A sao cho một cạnh ứng với góc vuông của thước vẫn nằm trên đường bút chì mà chúng ta vừa vẽ. Cạnh còn lại mà chứa góc vuông của thước, chúng ta sẽ vẽ đường thẳng đi qua A như thế này. Khi đó, đường màu đỏ chính là đường thẳng đi qua A và song song với BC. Tương tự như vậy, chúng ta có đường thẳng đi qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại D và ta thu được hình thoi ABCD như thế này. Đây chính là bốn bước để các em vẽ một hình thoi. Cụ thể ở đây là hình thoi có cạnh là 3 cm. Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng compa để vẽ một hình thoi Ví dụ, ở đây thầy sẽ vẽ hình thoi có cạnh 5cm và đường chéo 7cm. Đầu tiên, vẽ đoạn thẳng AC dài 7cm, chính là đường chéo của hình thoi ABCD. Sau đó dùng compa vẽ một phần đường tròn. Tâm A, kèm chú ý là tâm A bán kính, chính bằng độ dài cạnh là 5cm. Mở compa là độ dài giữa đầu nhọn và đầu bút là 5cm. Đặt đầu nhọn vào điểm A. Vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính 5 cm. Đổi đầu nhọn sang điểm C, ta vẽ một phần đường tròn tâm C cũng bán kính 5 cm. Hai phần đường tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm đó là điểm B và điểm D. Bước cuối cùng các em chỉ việc nối A với B, B với C, C với D và D với A, ta thu được hình thoi ABCD có cạnh 5 cm và đường chéo 7 cm. Và trên đây chính là hai cách để các em có thể thực hành vẽ các hình thoi.